Chào mừng các em đến với bộ môn khoa học tự nhiên. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiến hành ôn tập cho chủ đề 8, đa dạng thế giới sống. Về nội dung gồm có 2 phần, lý thuyết và bài tập. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên, lý thuyết. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về nguyên sinh vật. Đặc điểm của nguyên sinh vật là có kích thước hiển vi, đa số là đơn bào, một số ít là đa bào. Về đại diện của nguyên sinh vật thì có trùng roi, trùng dày, tảo lục. Một số bệnh do nguyên sinh vật gây nên là bệnh sốt rét, bệnh kiết lỵ, bệnh ngủ ly bì. Ta tìm hiểu sang nội dung số 2 là nấm. Thì đặc điểm của nấm là tế bào nhân thực, có thành tế bào và không có lục lạp. Đại diện của nấm, một số loại nấm như là nấm men, nấm mốc, nấm rơm. Một số bệnh do nấm gây ra, ví dụ như ở người thì ta có bệnh nấm lưỡi, nấm lan ban. Ở động vật có nấm da chó, nấm mốc trên cá. Ở thực vật có nấm mốc ngô, nấm phấn trắng trên đậu. Đối với loài thực vật thì đặc điểm của thực vật, đây là cơ thể đa bào, có lục lạp, sống tự dưỡng và phản ứng chậm với kích thích. Đại diện cho thực vật thì gồm có các ngành như sau: rêu, dương xỉ, hạt trần và hạt kín. Vai trò của thực vật thì thực vật có vai trò đối với môi trường, tự nhiên, đời sống con người. Đối với môi trường thì thực vật giúp cho cân bằng hàm lượng khí oxy và CO2 trong không khí, đồng thời cũng làm cho giúp chống xói mòn, hạn hán, lũ lụt. Và thực vật đối với tự nhiên thì là làm thức ăn cho một số loài động vật hoặc là nơi ở cho chúng. Đối với đời sống của con người thì cung cấp lương thực, thực phẩm và là nguyên liệu cho một số ngành sản xuất. Đối với tác hại của thực vật thì một số thực vật có chứa chất gây nghiện, chất độc có ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Động vật, đặc điểm của động vật, đây là cơ thể đa bào, phân hóa thành mô, cơ quan, hệ cơ quan, có khả năng di chuyển, sống dị dưỡng và phản ứng nhanh với thích ứng nhanh với môi trường. Đại diện cho động vật thì có động vật không sinh sống và động vật có sinh sống. Tác hại: xun sáng ký sinh gây bệnh cho người, động vật, thực vật. Một số động vật là trung gian truyền bệnh, phá hủy các công trình xây dựng và phá hoại cây trồng, hoa màu. Chúng ta chuyển sang phần 2 là bài tập. Các em hãy quan sát hình ảnh và hoàn thành bản theo mẫu. Thì sau khi các em quan sát hình ảnh, các em hãy nêu tên bệnh, nguyên nhân và biểu hiện của bệnh. Thì hai hình ảnh đầu tiên, bệnh mà do muỗi gây ra, đó là bệnh sốt rét. Nguyên nhân là do trùng sốt rét gây nên. Biểu hiện là sốt, người mệt mỏi, đau đầu và chóng mặt. Bệnh thứ hai là bệnh kiết lỵ và do trùng kiết lỵ gây nên. Biểu hiện là nôn, đau bụng và sốt. Bệnh sốt rét thì lây truyền qua đường máu và bệnh kiết lỵ thì lây truyền qua đường tiêu hóa. Các em hãy quan sát hình kết hợp với thông tin thực tế. Em hãy nêu một số biện pháp phòng chống bệnh do nguyên sinh vật gây ra. Một số biện pháp phòng chống bệnh do nguyên sinh vật gây ra là chúng ta phải ngủ mùng, diệt ruồi muỗi, vệ sinh cá nhân thường xuyên, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, sạch sẽ, thoáng mát, tuyên truyền vận động vệ sinh môi trường cho mọi người xung quanh. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cách phòng chống bệnh sốt rét.
thì bệnh sốt rét hay còn gọi là sốt xuất huyết. Thì để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, chúng ta cần đậy kín và chủ động cọ rửa bên trong các dụng cụ chứa nước ít nhất là một lần một tuần. Loại bỏ vật phế thải gây động nước, thả cá để diệt bọ gậy, khơi thông cống rãnh, lật úp các dụng cụ chứa nước hoặc có thể chứa nước khi không dùng đến, thay nước bình hoa ít nhất là một lần một tuần, phát quang các bụi rậm, ngủ màng, chủ động phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi. Cách phòng chống bệnh sốt xuất huyết tốt nhất là diệt muỗi, bọ gậy, phòng chống muỗi đốt và giữ vệ sinh nhà ở cũng như là môi trường xung quanh. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu các biện pháp để phòng chống bệnh kiết lỵ. Thì bệnh kiết lỵ bắt nguồn từ phân người, ruồi. Sau đó ruồi sẽ bám trên thức ăn của chúng ta, đi vào cơ thể và làm cho cơ thể người bị phát bệnh. Dấu hiệu là đau bụng, tiêu chảy và sốt. Vậy thì biện pháp phòng chống sẽ là gì? Rửa sạch tay trước khi ăn, ăn chín, uống sôi. Rửa sạch rau sống, thức ăn cần đậy kỹ và tránh ruồi nhặn. Vệ sinh môi trường ở sạch sẽ, đặc biệt là nơi sống tập thể và người phục vụ thức ăn, cấp dưỡng, nuôi dạy trẻ phải sạch sẽ. Vệ sinh phân rác, quản lý việc dùng phân trong nông nghiệp. Em hãy nêu đặc điểm cấu tạo tế bào nấm men có gì khác với lại cấu tạo tế bào của các loại nấm còn lại. Từ đó hãy phân biệt nấm đơn bào và nấm đa bào. Thì như các em quan sát trên hình, thì tế bào nấm men được cấu tạo từ một tế bào, gồm có nhân tế bào, chớp tế bào và màng tế bào. Các loại nấm khác thì sẽ được cấu tạo từ nhiều tế bào. Từ đây chúng ta sẽ phân biệt được nấm đơn bào là cấu tạo từ một tế bào, còn nấm đa bào sẽ được cấu tạo từ nhiều tế bào. Từ thông tin gợi ý trong hình, các em hãy nêu vai trò của nấm đối với đời sống của con người. Đối với đời sống của con người thì nấm có rất là nhiều vai trò. Thì nấm làm thực phẩm và thức ăn hàng ngày của con người chúng ta. Ngoài ra nấm còn dùng để làm thuốc, ví dụ như là đông trùng hạ thảo hoặc là nấm linh chi. Ngoài ra nấm còn được sử dụng trong việc sản xuất bia, làm men nở. Nấm là thành phần làm ra các chế phẩm thuốc trừ sâu sinh học. Các em hãy quan sát hình và kể tên một số bệnh do nấm gây ra. Các bệnh đó có biểu hiện như thế nào? Thì các em quan sát, đầu tiên là bệnh nấm da tay. Biểu hiện là xuất hiện mảng da màu đỏ kèm vẩy, ngứa, nhức, cảm giác nóng rát lòng bàn tay. Bệnh thứ hai là bệnh nấm mốc ở cá, biểu hiện là trên da cá xuất hiện nấm phát triển thành các búi bất thường, da tróc vẩy. Bệnh thứ ba là bệnh viêm phổi do nấm, biểu hiện là sốt cao kéo dài, ho khan, đau ngực và khó chịu ở ngực. Bệnh cuối cùng là bệnh nấm mốc xám ở dâu tây, đầu tiên là những nấm nâu xuất hiện, sau đó lan rộng cả quả, phủ một lớp mốc xám và làm cho quả bị khô, hoa và quả có thể bị nhiễm bệnh. Các em hãy quan sát hình và nêu vai trò của thực vật trong tự nhiên. Thì thực vật trong tự nhiên có vai trò như sau, là nơi sống của một số loài sinh vật khác. Đồng thời nó cũng cung cấp thức ăn cho sinh vật. Đây được xem là một mắt xích quan trọng trong chuỗi thức ăn tự nhiên. Các em hãy quan sát hình và nêu vai trò của thực vật đối với đời sống con người. Thì đối với lại đời sống con người thì thực vật cung cấp một nguồn lương thực thực phẩm rất là lớn. Ngoài ra thực vật còn là nguyên liệu cho các ngành sản xuất. Thực vật còn giúp để trang trí và làm đẹp cho khung cảnh. Bây giờ chúng ta sẽ đi lập bảng để phân biệt đặc điểm cơ bản của các nhóm rêu, dương xỉ, hạt trần và hạt kính. Thì đầu tiên, rêu
thì cơ quan sinh dưỡng của rêu có rễ, thân, lá. Rễ ở đây là rễ giả, thân và lá chưa có mạch dẫn. Đối với lại dương sĩ thì rễ là rễ thật, thân và lá đã có mạch dẫn. Đối với lại nhóm hạt tròn thì rễ là rễ cọc, thân gỗ và lá hình kim. Hạt kính thì rễ là rễ cọc, rễ chùm, thân gỗ, thân cỏ, lá đơn hoặc là lá kép. Đối với lại cơ quan sinh sản của rêu, rêu sinh sản bằng bào tử. Cơ quan sinh sản là ở túi bào tử. Dương sĩ sinh sản bằng bào tử và cơ quan sinh sản là túi bào tử. Hạt trần chưa có hoa, cơ quan sinh sản là nón, hạt nằm ở trên lá noãn hở. Hạt kín đã có hoa và cơ quan sinh sản là hạt, hạt nằm trong quả. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xây dựng khóa lượng phân với các thực vật cho sẵn, như là cây rêu, cây dương sĩ, cây thông và cây xoài. Thì giới thực vật dựa vào đặc điểm làm mạch dẫn chia thành hai nhóm là không có mạch dẫn và có mạch dẫn, và thực vật không có mạch dẫn trong trường hợp này là cây rêu. Thực vật có mạch dẫn tiếp tục dựa vào đặc điểm là hạt chia thành hai nhóm là không hạt và có hạt. Thực vật có mạch dẫn nhưng mà không có hạt là dương sĩ. Thực vật có hạt tiếp tục dựa vào đặc điểm là hoa chia thành hai nhóm không hoa và có hoa. Thực vật không hoa trong trường hợp này là cây thông, và thực vật có hoa là cây xoài. Các em hãy quan sát hình và kể tên các nhóm động vật không xương sống, xác định đặc điểm môi trường sống của mỗi nhóm. Nhóm đầu tiên là nhóm ruột khoan, gồm có thủy tức, sứa và san hô. Đặc điểm: cơ thể có hình trụ, đối xứng tỏ tròn, sống ở trong nước. Nhóm thứ hai là nhóm giun, gồm có sán lá gan, giun đũa và giun đất. Đặc điểm: cơ thể đối xứng hai bên, phân biệt đầu, đuôi, lưng, bụng. Tên nhóm thứ ba là thân mềm, gồm có mực ống, ốc sên, trai sông. Đặc điểm: cơ thể mềm, không phân đốt, thường có vỏ đá vôi bao bọc. Tên nhóm thứ tư là chân khớp, gồm có cua, tôm, châu chấu, nhện, rết, vỏ cánh cứng. Có đặc điểm: cơ thể chia thành 3 phần, đầu, ngực, bụng, các chi phân đốt khớp động với nhau, bộ xương ngoài được cấu tạo từ chitin. Chúng ta tìm hiểu sang môi trường sống của từng nhóm. Đối với lại nhóm ruột khoan, có môi trường sống là nước. Nhóm giun có môi trường sống là đất ẩm, môi trường nước và trong cơ thể sinh vật. Môi trường sống của ngành thân mềm là môi trường nước hoặc là trên cạn. Môi trường sống của chân khớp thì phân bố ở các dạng môi trường sống. Các em hãy quan sát hình và kể tên các nhóm động vật có xương sống, xác định đặc điểm của mỗi nhóm. Nhóm đầu tiên là nhóm cá, gồm có cá chép, lươn, cá đuối và cá mập. Có đặc điểm là thích nghi hoàn toàn với đời sống dưới nước, di chuyển bằng vây và hô hấp bằng mang. Nhóm động vật thứ hai là lưỡng cư, gồm có ếch giun, cá cốc và ếch cây. Đặc điểm là da trần, luôn ẩm ướt, chân có màng vơi. Nhóm động vật thứ ba là bò sát, gồm có cá sấu, rắn và rùa. Đặc điểm: da khô, có 7 sừng và hô hấp bằng phổi. Nhóm động vật thứ tư là chim, gồm có chim bay, chim chạy và chim bơi. Đặc điểm: mình có lông vũ bao phủ, chi trước biến đổi thành cánh và có mỏ sừng. Nhóm động vật cuối cùng là thú, gồm có chuột túi, cá voi, thú mỏ vịt và hươu sao. Đặc điểm: cơ thể có lông mao bao phủ, răng phân hóa thành răng cửa, răng nanh và răng hàm. Phần lớn đẻ con và nuôi con bằng sữa.
Các em hãy quan sát hình đại diện một số loài động vật và gọi tên các sinh vật trong hình. Vẽ sơ đồ phân chia các đại diện trên thành hai nhóm: động vật có xương sống và động vật không có xương sống. Thì khi các em quan sát, các em sẽ thấy các sinh vật trong hình gồm có con bướm, con voi, con ngựa, con chim, con sâu, con khỉ, ốc sên, con đĩa, con gà và chim cánh cụt. Từ đây chúng ta sẽ xác định được động vật không xương sống thì gồm có con bướm, con ốc sên và con đĩa. Những động vật còn lại sẽ thuộc nhóm động vật có xương sống. Về nhà các em xem lại bài Nguyên sinh vật, nấm, thực vật và động vật. Cô xin chào tất cả các em và chúc các em có một kỳ kiểm tra giữa học kỳ 2 thật là tốt.